Nissan siêu hay còn gọi là Sentra tại một số thị trường khác đang được hãng xe Nhật dự định đưa đến thị trường Đông Nam Á trong tương lai. Trong thời gian tới, Nissan siêu sẽ ra mắt thị trường Malaysia và có thể Việt Nam sẽ là cái tên tiếp theo mẫu xe này cập bến. Được biết, Nissan đã xin đăng ký bảo hộ quyền sở hữu kiểu dáng của Nissan siêu mới tại Việt Nam. Được biết, đây là mẫu siêu thế hệ thứ 8, ra mắt tại triển lãm Thượng Hải 2019. Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, hồ sơ xin bảo hộ của Nissan siêu được nộp vào ngày 27 tháng 12 năm 2018, ngày công bố là 25 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, hồ sơ xin đăng ký kiểu dáng của mẫu xe này vẫn đang trong quá trình thẩm định. Theo tin tức ô tô, hiện chưa có bất cứ thông tin nào về thời điểm mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam hay phía hãng lên tiếng. Phía trước xe là lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của hãng xe Nhật. Đèn pha sắc xảo phía trước nối liền lưới tản nhiệt và đèn sương mù nằm ngang ở vị trí thấp. Trang bị tiện nghi trên xe gồm có màn hình giải trí cảm ứng, điều hòa nhiệt độ, kết nối Apple CarPlay Android Auto, chìa khóa thông minh. Siêu phi được trang bị gói an toàn Nissan Safety Siêu 360 trên phiên bản cao cấp nhất bao gồm phanh khẩn cấp tự động phát hiện chứng ngại vật, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha chủ động. Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn như phanh ABS, EBD, túi khí an toàn cũng đều xuất hiện trên mẫu ô tô mới. Dưới nắp capo của Nissan siêu có 3 tùy chọn động cơ tùy thuộc từng thị trường. Đầu tiên là động cơ 2 lít 4 xi lanh cho công suất 149 mã lực và 198 Newton mét mô men xoắn. Thứ hai là động cơ 1.6 lít kết hợp cùng hộp số CVT. Sau khi xe ra mắt sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe đen khác trong phân khúc như Mazda 3, Hyundai Elantra hay Toyota Antis. Tại Việt Nam, theo thông tin được gửi cho các cơ quan truyền thông và đại lý, thương hiệu Nissan sẽ chính thức được phân phối bởi đối tác hoàn toàn mới là công ty phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam kể từ 1 tháng 10 năm 2020. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng và hậu mãi của Nissan trong tương lai sẽ được nâng cấp và cải thiện rất nhiều. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn có ý định ra mắt Nissan thế hệ mới tại nước ta với tên gọi Anera. Mẫu xe đen hạng C sẽ chuyển từ lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe cộ, xe cộ.